ទុរេនគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានការនិយមចូលចិត្តច្រើនហើយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីផ្សារក៏មានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យការដាំដុះដំណាំទុរេនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាមទារឲ្យយើងចេះនៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការថែទាំផងដែរហើយនៅក្នុងคลิปនេះយើងនឹងនិយាយលម្អិតអំពីដំណាំទុរេន ដំបូងយើងនិយាយអំពីទីកន្លែងដាំដុះនិងស្ថានភាពដីរយៈកម្ពស់ធៀបនឹងផ្ទៃសមុទ្រពី0ទៅ650ម៉ែត្រជម្រាលដីពី1ទៅ3%តែមិនអោយលើស10%ជិតប្រភពទឹកដីមិនដក់ទឹក đầy tua chùm riêng, miên bảo bón kê mần nê cùng lõ, nghe sửa nông cá đất chinh chùn. Lẹ khả nạc đáy, chết đầy là bái, sách, lê là bạp ạch để miên bảo hốc một phí bảo hết đầy bà sáng, nâng cả nịch, miên xa rạch hết xa rạy riêng chán, nâng rạch xa xâm nam bàn lò, mần miên bảo hốc mê rốt, rồi lùi rực. Đây sở tọp lỡ trong miên chùm râu chạp phí à sập xong thì mát làng tàu. Về hát, đây chân lọc phí bà muối tốt bà phí. À ca sở thiệt, phần lưu tháng ấy chạp phí xài sắp từ hà sắp hề rối nên miên sẽ tốt nập hiệp mà phí từ xàm sắp ông xa xe. Bà rẻ mát thực liếng chạp phí mùi bón bà rối tớ phí bón bà rối mươi lì lịt khăn nông mùi chân nằm. Trong miên bà phúc thực xác mình bốn có khó, mình mến xa ra thiệt chú nâng trầy. Pê hạt tức xóm xóm bảo hài phí, bảm, tâu bảo mũi chụch bảm. Bảo bón tức, trâu cá, bảo lai rung đọc tức, vê mình thuần nâng đầy hạp nén, rửa khám miến oxygen. Trâu rửa xa xóm nám đầy chân lịch, đầm rau cá tức chạm bách, nụ vế đam tù rến, chảnh cá nâng đồng lạc cá đập. Cả chất lượng bụi. Bắt chở bón tìm xa trâu cá bụi tù rên xâm khăn đối chế bụi mạnh thóng, âu khắc, nâng bụi chẳng ní chất đàm. Trâu chở rớt bụi tù rên đã ách bằng xám từ nâng ở ca sạch hết mình sắp cập hiệp lõ, thuần nâng chung ngược sắt rồi lùi rư, cốl, và bọn rư, mân rồi muốn, mên sạch chất ràng lõ, nâng bố bởi toàn chặt. Trong bước lất rập hòl, đây là ô bầm phật trâu đàm cốn đã thông lầm uống. Hỡi ban rửa xà có nông thân bằng đầu cốn, chờ đào chiếc mùi chân nằm. Bụi mạnh thóng, cứ chỉ bụi để mến sắc thông vến. Phải sạch rứng, bồ lướng, ruột chiếc ám, khlâm tịch, thuần nứng, mê rốt rồi lùi rực. Cạp ra bạc bụi. Nông tà ràng ní dưới bằng hai ngọng phì. Bụi tù rến đại miên đốc bụi xinh khné bần tài. Dân dưới ngọng phí bụi đại kế nị dụng đám chán chừng kế bằng phật. Cứ bụi ảo khạc bụi khăn nồng sọc đại nị dụng đám khăn chừng kỳ. Nâng bụi xong đoàn cách bụi đại nốt khăn nồng sọc đại miên cá nị dụng đám khăn chừng kế phòng đài. Chúng nay ai bụi môn thóng cứ chờ bụi đại nông chốt bí bà tế thầy. Miên phải thống cọp tối sạch chán hay kế có nội dung đám bụi nếp hòn đài. Cả riếp tròn đầy cần lãnh đầy phù trâu phùng riếp đầy ở xe màu chích bảo bón rụng đọt tức nếu không nông trồng cả bảo sân báo chia đầm bón đầy phùng riếp để thọp nám đầm chơ vì muốn mình trâu chua nụ tề cần lãnh tùm nếp bởi chế đầm bón tùm nếp trâu lực ruộng gọi bán cùng phục phí phạt sắp tâu mở rối một hầy xong tìm mạt rối chiếc cửa đoàn đáo nơi trong cần nào ruộng. Cả riếp chọn thân nào ca bằng cạp bụi ca bằng rịch bụi tù rến miên vị thị trán được chia ca bằng đọc gróp ca bằng màu mếch cạp xám đôi tỏ mếch trên đàm ca bằng đọc gróp và được xám mếch mình xấu pra nụ tề cứ kê định dũng
cáp xám để tỏ mấy trận chiến rồi với mình khái chắp mọi khái nên đó tính là phòng phụ tạm ca sẽ chế bằng hành thái của bộ chung sạch nóng đáy đời chế phí tốc thổ ra trên đám ban cổng phụng cho lo rèn đá nấu và tế cam phí chế dưỡng cuối có xong còn phía chán bằng khái từ lớp và bọn rư rồi bắt đầm nắm bằng lái chơi hộp khái đai phí bạp chế bào rồi dân mình ai xâm lạp mê rốt nấu nóng đáy ban tình sông nụ tề từ chế nóng về thị xã na cả đòi chia bị sạc ca chùm nái thay vì cả khu nước từ tùa bán thỏa tịnh chùm cá đã từ tùa bán ca bọc làng vì chùm ngư từng lịch cứ kệ sẽ có mình ái từ tùa phó ban được tề rứ trâu cá lạc đố mốc đồng nam tiệp hòn một tề hóa được chia chùm cá cốt bộ sát nước khát bắt đồng bòn chùm cá tù rến nước khát cầm bột ai lâu nít chúng ca mà rịch mũi chùm nuốt nửa sốc mềm một khát bụng bốn có mên vịt nà mình khóc nhẹ đài cái ông kết chết đáy bán bằng hành thà đồng nam từng ni dốt tụt đám nước đầy thầm mày tớp nửa riêng rầy đầy rầy mình sốc cập hiệp ló có mến các chùm ngực sắt nước nóng đầy phòng đài ở quay đã có xong có chìm ni chứ cực tà bụi phát chùm bón dân phụ mềm thà ni bình đồng cùng chơi hụt lái để không mên chùm ngực trong trấu tan tầng đá và trái kinh tế nâng từ tuổi scol đối thả ban chùm nến rồi bóc cỏ xuống cả sẽ cắm nửa lời vốn cứ cả sẽ có dớn tình phút đồng nắm to to khné vì chùm cả đây còn buồn tu chùm ngư tình nị ca bằng cạch búi thổi tam tùm lọ rồi bóc cả sẽ cỏ mình miến ca bằng giọt búi ca sầm lắp mười rộp chia vị sách đầy ca tỏ mấy chia muối đàm chân tùm rồ dù con tù rến để miền lẽ cảnh nạn thốn mốc bẩn đọc nóng thong là tịch mốc bẩn đọc thôi chỉ chân tùm rồ chờ rỡ mấy tranh vị đám tù rến chỉ bút lõ để dân chọc bàn về con tù rến miền là dù bán bí tù bảy khái miền xa lắc bảm muối tốc bảm bấy sần lạc sống sóc bồng phót sống rạp vô tốc bồng báo chỉ mùi nâng mấy tù rến bút lõ tùm hôm mấy to trâu tái, ở xa mờ nâng, đám chân tùm rồ. Dục con tùm rồ một chất, ở riêng xâm phạt, hái sổ chô tực nóng xa nàm bút rồ bóng mịt bụi. Dục, scút plastic một rung ở nén, hái chất lõ tróng xa nàm đồng nò. Khoi tò mịt trúi ban rời dạp bế một hệ prám từ 30 ngày, trâu cả scút plastic chánh, bao phì nâng khởi thá, mịt trúi bụi mân sọc bốn bằng hành thá, cả to mịt từ tùa bán lất tập hòa lò rệt xa xâm lắm nóng thong lạc tích ở bàn cục rệt xa tốt nóng rốt bằng độc để bỏ đôi xâm nánh cả biết phần lực thường ngày con tù rến ai dục bí bà mũi tớ đập bí khái ai dục tớ đàm bàn cả đám đồng nam tù rến phía tráng trên lọt cùng phí phạm bấy quân phạm bấy mệt rứ đọc quân đọc mệt nâng phạm bấy quân đọc mệt vì thấy đầm chi cửa đồng đáo tùm húng hạ sập quân hạ sập quân hạ sập xong tì mệt vô thông phạm tài chánh nâng đám cô nền bàn cấp bút vì đây phạm hạ đọc xong tì mệt đôi rệ xá cùng ối bạch đây còn tồn lúc rồn đáo đời dục đáy sở tọp lỡ đặt nóng bát rồn đào nâng sở tọp gróm đặt nách hàng lờ đôi bằng hạp đáy ở bát này là mồm chuối đáy nâng thuốc cổng phến chế riêng rồi chân nằm ca thải tóm đồng nam tù rền ca thuốc cổng ruột con tù rền mình ách thuần nâng cổng nào thằng ấy nâng xóa lăng bàn tề đôi chân nách chạm bách trâu thừa một lúc rứt cùng rốt ở về một lúc chạp bí xàm sắp tờ hạ sắp thể rồi chồng buộc con tù rến nửa crom cùng buộc đám và hai mươi mệt nâng ách bình thoi một lúc nửa crom bình lực thằng ấy bình lính chạp bí ai dụng 15 lần tàu ai pra cùng rộp thoi một chiếc được chia thiện đốn nâng thiên sạch chạy chạy đàm ai pra xâm nánh cả bếp bình lực thằng ấy ca sầm mạt màu
smart máu nơi chung vinh cồn trâu thuở ở ban tiền tọt nơi muốn bế đại trì ca công chát máu trong rãi chia cả ta xung khăn nát xung rạp chơ hụt lái cực rập hệt chia bị sạch đồng nam tù rền đại chia đồng nám nguyên rứ chả rẽ nơi đây sợ tọp lờ máu chia bập hộp nơi ca đầm đám sử dụng dốt chia bị chết chia chùm rỗ nơi bụi mê rỗ nâng xa lắt trong rầy chạm bách trò thuốc công phến chia mùi nâng thuốc máu mùn phế đã chi bòm bòn bỏ sân bá bỏ bòn sợi sọp tức đôi từ vô đồng nọ mình chạm bách thuốc công phến tì cứ còn tái xa mà máu nâng chùi đầy cả thuốc cùng rộp cồn thuốc cùng rộp cồn đối pra chùm bán rứt màu xung út nâng cả xung nón rốt cả chết cùng rác rõ hái đọc xong tìm mệt bật tỏ phí rồi đau vừa xa nơi đồng nạc cá cồn tối bật tỏ phí đám rồi hốt đó thông mà dụ bầy chân nằm cả đám đồng nám cùng rộp được chia đồng nám chết nâng bộ phụ xung đáy chữ đàm cả pra pra chỉ chi kỳ mì đại chi trọc bát đập rắm chùm nuồn 20g nâng lên mũi sát vì rắm từ 10kg nóng mũi rừng đầu tù rến là dụ chạp phí mũi chân nắm tâu bầy chân nắm và chi rụp muốn đập rắm chùm nuồn xôn chọc rắm từ 10kg nóng mũi đám nóng mũi chân nắm phê về lễ đại chi phí từ 7 đón nóng mũi chân nắm nâng lên mũi sát phí rắm từ 10kg nóng mũi đám đã nó đã mở đau của xá tay mùi lực tù rến à dụ chạp phí bấy tù pram chân nắm và chi rụp của mùn đọc rám chùm nún bấy tù pram kg không mùi đám không mùi chân nắm phê về lễ đại trí phí tù bấy đón không mùi chân nắm nâng chi thò mà chiệt chi cầm bọc phí đọc tâu 1kg không mùi đám đã nâu rồi đau của xá tay mùi lực tù rến đã giúp chạp phí và mũi chân nằm lần và chỉ rút vào muốn đọc phí chùm nuốn phám tốt phám 7kg nóng mùi đám nóng mùi chân nằm nâng lên mũi sạp phí mập hấy tốt xài sắp kg nóng mùi đám đã nấu đau rồi đau vừa xá tay mùi lực ca đã chi bằng bòn đám lơ đồng nam tù rền ở chắp chành cả môn phế tù rền chạp đám chành cá trâu bà chỉ đại mến rút vào môn đập phí 1-2-4 đập phí rứ rằm bấy 1-2-4 bà rì mạng 7-5kg không bị đàm ca đã chi ní trâu phù lãng cối bà hải là giả phế bị khái bằng tóc bị ca đã chi lơ tì mùi đàm bấy chui chùm rối nhỏ tù rền chắp chành cả nếu về đáy tù rến chẳng cắt đắp cơ bịp cà rít bàn hốc sập ngày bà chí rút bùm muốn đập phí rứ rằm bấy đập phí bà rì mạng mùi từ 2kg không bị đàm đàm bấy chui ỏi càng phái bàn tráng chia bị sạch chui bằng càng quân nộp hiệp phái và cọp đói rồi chết em chẳng ngành các đại chí bằng phón cứ thổi lãng đòi chích rồi nào nếu khẳng cớm chung vĩnh trong mấy rèn chia rồng vuông rứ chia sẻ nhá lịch bột bách cầm bò xó đầm bách bằng cán bê hạt đầy chia bị sạch đầy miến chết axit cấp buộc chi thò mà chiệt tạm cá ăn lùng hót chết đáy cà pra pra chi thò mà chiệt bàn phớ ôi đồng năm tù rến mình sốc cập hiệp ló chuyện cắt bằng thỏi ca bồng phán vì sàn lá ách trong ráy nâng chung ngứ vồn tiếng đó tất nập hòa cấp buộc chung này ái rút chết có mến quân nập hiệp lõ phong đài cổ ca sầm khăn này ca chung rúnh oi đồng nam tù rến đó tất nập hòa cấp buộc thuở ở đấy mình sốc cập hiệp lõ cắt bằng thỏi ca pra chí nâng thân ám bốn kỳ mì pra chí thông một chiếc đời bàn chán đàm chớ trong miền sốc cập hiệp lõ tiền đám, sắc lắc nâng rực,
nâng khuyến ca bụng khoáng vì sát lợi ất trong ráy nâng chung ngừng. Trâu mến sát lụt lọt chán, tùm hôn sát thùng, khăn nóng tù rết mùi phái trâu cá sát chung nuốn, bày rối xàm sắp sần lạc đám bay trình chậm, nâng cuộn cuốn chi vị chết à há, ôi phái lụt lọt thùng, nâng mến cốt nập hiếp lọ. Sau mặt máu nâng thuốc ảnh nàm máy chung cá ở bán tiền tọt, rồi sớm với bán cục rõn tự tán đồng đàn cá lùn lọc rồi bảo vệ. Phước bảo bón, bảo lái đồng đọc tức, chỉ huyên cùng ôi miến tự đọc nửa khăn nông chung cá. Bảo sạch chí vật sạch, trí cố, đế mà đàm bay cà phê nâng chung rừng, cá lùn lọc bảo bón rước, nửa phê đại bảo vệ lê chỉ mũi chỉ thó mà chết, xong rạp đã trọc bán nâng cà phê chung ngực sạch nấu nách thằng lửa đầy. Sạch trí cố đề má, hãy chú ý ôi đồng nám hộp lái cắn các đắp bàn tràn, bao bệnh thiệp nâng đồng nám mình bán và bác sật này. Chết đánh ca bạp sật trí cố đề má, hãy cắt bằng thòi ca bộp lái bị sát lợi ất trong ráy, nâng chùm ngữ bán dàng tràn. Sát lợi ất nâng chùm ngữ. Sát lợi ất trong ráy nâng vì thế là ca còn chặt. Sát lợi ất chẳng rãi để tăng tài cả miến ở lỡ đồng nam thủ rến miến đồ chế nhóm đồng câu chọc mê cháy đồng câu chọc lá cháy những cháy của thân nó trên đồng để lẽ khả nặng này ca bụng lá những mũi miến đồ chế bụng lá cả lỡ trùi cháy những cốn mấy tội cháy những chạc để miến bằng hai những khăn nông tràng ní cả đồ chế vì thế là cá những ca cũng chắc phòng đài. Trong buộc vì thế là cá còn chát, nâng cả phía, cả trút vì nịch, từ lỡ xa lạ từ nhà, đọp, rưu cần chóc thần bồn. Chia thủ tàu, cá này nó mới bà thần bồn kỳ mi tình nụ, bát bằng chạy dàng cho bạc. Phía ở tra bà nâng bọc hệt sát là ẩn, đã nâng trâu còn chát, mên là lỡ xa lạ từ nhà, nụ rùi hỏi. Bộ phụ chủng ngữ đai bóng lành đồng năm tù rến tràn trình kế miên đổi chế chủng ngữ xoay xâm bọ chủng ngữ rô lùi rứ chủng ngữ bốp cài chúc chủng ngữ ong tràn nó chủng ngữ trái nâng chủng ngữ rô lệ xa lạc. Bộ chủng ngữ nâng vị thế nâng ca còn chặt đại miến đã bằng hành nực nóng ta răng nịp. Vì thế là cá còn chát đời bà ở thần nằm bốt thơm ở chiếc. Cá xóm thần nắm vì mơ cái tùm xó vì thi sạc. Dô cái tùm xó chùm nuốn bàm rùi krám bốc ở mọt rùi trăm khăn nóng bến mì nề rào chùm nuốn hạ sập mì lì lịch rồi dạ phê mà phấy buồn màu. Bần thèm tức chùm nuốn mì lít lê chùm mùi mà sao xà bù mà phấy mì lì krám. Cô ở xóm rùi cho rõ xẹt lê chỉ mùi tức chùm nuốn đọc lít rồi bánh từ lơ rồi chết. Cá còn chặt mùm mết bóng phán xa lắc đằng cấu sẵn nâng rồi sọ cạp xóm vì bệnh cọp cạp xóm vì bệnh cọp đào bệnh chùm răng vì cọp đào chùm nuốn học sập ml nâng mà sao xà bú mập hấy mg lê chỉ mùi tức mùi lít. Cô với ở xóm rồi lê chỗ khné nâng cho hỏi xẹp. Lê chỉ mùi tức chùm nuôn đọc lít, xong rạp bánh từ lơ rồi chết. Ca cầm chặt, về chuối cầm chặt một mếch bằng lạnh xa lắc, đằng cấu, tệ cú nâng chạy. Cảm xóm, vi mượm khá nháy, tùm xó nâng một tệ. Dục tùm xó, vi rối miligram, trăm chùm mùi bến, mi nê ráo chùm nuôn một hai mililit, rồi dạ phê một hai buồn màu. Dốt mà tệ, hà sập krám, nâng mừng nháy, hà sập krám, bốc ảnh mọt, lê cho mùi tức, tùm xó đôi bàn thảm tức, trong nuốn mùi rồi ml. Lê cho mùi tức,
chấm nuôn đập lít banh tờ rơ lục chiệt ca cầm chát bậc vút bồng mít bồng lái slack đằng cầu vốn mấy ẩm báo đằng cầu chọc lá đằng cầu phản tí đằng cầu chọc chồng mít trip rồi xo nâng chạy cạp xóm pi mà sao sà bú nâng bệnh chạy dốt mà sao sà bú chấm nuôn hà sập gram lê chấm mùi bệnh chạy hà sập mấy lì lịch rồi cô ấy sắp lò lê cho mùi tức chùm nuốn đọc lít xâm rạp bánh từ lơ rồi cơ chiến về chuối cùng chát một mít bằng loài slug đường cầu vốn mấy ông báo scale cháy rồi xó nâng chạy sò vì thế là cả cùng chát đời bà tháng năm chứ vừa sạch mật sáu trí cô đề mà cứ xóm đời xa rạc thiệt thoa một chiệt mùi rối phê rồi chùm phụ sắc trí cô đề mà cứ chế ở tại sở khó một bàn trào bán dục tránh bị đáy nốt nồng bầy để miền sốc cập hiệp lò vế chia bảo hiệp sắt miền bầy trời miền tuôn nền tí cầm chát vô phục sắt trong ráy đe bộng lãnh đồng năm tù tàu bác chờ bọn này miền bảo hiệp chạy trả nở lớp bị phục lô cầm phục bánh dũng nồng ca bảo sắt nền nạc đói xa về miền bầy trời giang thùng thến chẳng này sẽ tật cách sau vắt tập hiệp, sau cục hiệp mình luôn sát nâng bắt đích hàn. Kể ai bạp ra, bán lửa cục đồng năm tiền ọt. Tiền sáu, bần lái, chơ hộp lái, cao su, đường bến, là hồng bến, mà rích, đồng năm thó mà chết, cá, nâng rút cả chết lũng ọt trên đàm. À tra bạp ra, trâu bạp ra mà sao bạp sát, trí cô đề má chùm nuôn một hai gram, lệ tức một hai lít, trâu bánh cho lửa xa lắc, đám, nâng đáy chung mình quần. Cá cũng chặt về chuối cùng chát phục vụ chung ngữ sắt tiếng ồ nở lỡ nâng nóng đầy chia bị sạch chung ngữ rồi lùi rừng cắt bằng thói cả bà vắt nằm bồn ca sợi sọp nơ rồi đầu bán banh hạ cùng vạt tức bằng đá tu nịch tì sống khăn đồng năng tù rến cứ ngay rộng cuộc lặng nát tâu nâng cùng vạt tức chạp tráng quý đồng nạc cả côn rồi đó tù rến bình vầy vần tái miên phụt khả ai thôn nâng phép rừng xuống đầm năm tù rến cứ mến bảo bọn rửa rẽ cứ bảo hài là học sắp phê rồi bảo vãnh rửa tiếng ọt ban bảo mục đầm khné nửa có mấy kiểu bảo vệ miền tất là nảy tịch tuyệt nát đại đăng ông bì đầm rau cá tất cả bảo vệ chồng bước đám tù rến để mến công bước buồn mát ai trâu cả tực rồi hồn đó bị bọn lít khăn ông mình đám khăn ông mùi sắp bà đà nếu rồi đầu các đau bụng hột cả thuốc cùng rụt cô rồi bỏ huế à chui để xa xùm nào ban lọ nóng ẩm lòng phế rồi đầu phẳng xoay xóp đau tù rền nâng kra chìm mũi chùm bán xe lạc chớ rứ xe màu xungút cắt xùm bọt đốn rứ đám chết chìa đàm con tù rền trâu ca xùm nào chia bà chạm chia bị xe nóng cầm lòng phế mùi khai đồng bồn cặp đỏ tức đỏ con tù rến để tớp nâng đám tích rực trán cứ với ảnh sài từ lỡ bà rỉ mát thực liếng nâng bà phết đầy đám tù rến bình vấy trâu cá tức chẳng nạc chia bình xác ở đầu bằng nếu đồng nạc cá chân cá trâu cắt bình thoại tức bà mát một hãy từ xám sắp hề rối đầm bầy ối tù rến chắp chân cá phần tái nụ phê đề về chân cá miền bút nọt cháy trâu sỏi tất cây bàn tràn lục đọt phế đẹp cà rít ban bầm mán bầm pí tâu đọc thằng ấy rồi hồn đọt cà rít bênh tùm hứng nông đầm nạc cá xong kỳ xó ca sỏi tật trâu bần thòi nụ trấm chặt sắp hề rồi nụ phế đẹp cà rít bênh tùm hứng này trâu sỏi tật ôi xong lùm ốm có mọi tràn phế rồi huyền nâng chùm vững ôi tù rến bệnh tranh trùi thầm máy để ách bằng ạ ca trên cả nếu về các đắp tù rến miên tùm hùng bốn buồn món trâu bằng càng ca sỏi tực nâng cắt bằng thói tực vĩnh nếu về play viết chàng lọ đầm bầy ói play tù rến chạp túm nâng miên sách nan lọ cả tạ tài mệt cõi vị thuở cá đám rời dạp bế mũi tùm rạm chân ám trâu thuở cả tạ tài mệt đôi rời xa túc đào mế nụp nách cần đào dục mế để đọc tế khăn nâng tròn làng lớ lụt lóc mình lọ nâng mế chán con lực nề đầm bài túc ở miên trình lọt trình chốn
phần lưu cực còn nâng mấy sầm khăn lụt lọ rưng mòm lọ. Tạ tài mấy đài ngọt bạc nâng mên chùm ngữ rứ khuyên bà dò chanh đảm bay chỉ huyến cả sụp dục chi vị chiếc cho lòng phục vụ mê rụp sạch nâng chia chùm ruột sạch lạch trong rầy. Trọc cắt rùi tối đẹp đó lờ mấy rứ đàm chanh. Thôi ôi sập hiệp đám mấy miễn lẽ thẳng nặng rừng móm rút riêng đám tiền mũi mình riêng sát lõ chiếc ra chạm mấy nụp nách hàng cầu trò tốt cùng bước vì đáy bảo mát mùi mệt rút vì ai cho lõng chung ngữ vì đáy bán đói nghỉ sử nụp bế đại thừa cá tạ tành mấy tù rến của vô cùng bó cổ hóm liệp tròn xa nam cắt đầm bấy cả phía mì rút cho lõng nâng một lạnh đàm ca mình tạ tành mấy vừa ối mấy sẵn nụp nách hàng cầu bắt đầu nâng tình đầy đai bằng co lẹ cả nặng nhảy xuống ỏi mê rụp sạch nước nóng đáy vừa ca chùm lo một nách hàng lửa đàm rứ nụp bế mênh liền thật lẹ vì ai chùm lo tạm đáy để tiết rõ lạc nâng mấy rứ sẵn ca chùm rũnh ôi tù rên chành phà cà. Một phê đầm nạc cá tù rên chành phà cà. Trâu ảnh đàm vế mình sốc cục hiệp lõ, buộc bạch tòn, chắc lưu rồi lộn. Cả phê mình ôi mình ca bồng phán vì sạt lát trong ráy, nâng chùm ngư chia phì sạch, buộc chùm ngư rồi lùi rư. Cả tạ tàn phà cà. Cả tạ tàn phà cá mình sẽ rạp ra giọt nạ, tù bay trên nẹ đám mình sau nhìn chúng cỏ đòi. Nếu phê đai tù rên chành phà cá, của cạch cá rụm lúc cho khả. Cạch cá đã miễn trán nổ lỡ mấy tội nâng mình miễn sốc của phép lò. Cá tục cá trán phết ách phụ ở đạp vế miễn phép tuần xoay mình rừng mộm nâng mình cạn phái bàn lõ tiền phòng. Bỏ hãy làm sắp đà gọi phế chạy cá rình sọc bỏ sân bảo miễn đoan dị tìm cá trán chiên bỏ mùi tuống nông mùi mát này mấy tù rến rứ ai dục ca rồi bỏ vế mình ca khọc nề chán nở lỡ mấy tè mùi chạm mách trâu cá cắt rụm lụp ca tù rến chanh khlạc chùm nuốn đong xì tế ca để xòm xróp cực bì bấy tốt bà mùi cà nông bà vãnh mấy mùi mệt nâng tốt chân lọc bíp cà mũi tụp cà mũi bà vãnh xàm sắp xong thì mệt. Cả tạ tàn phái. Cả tạ tàn phái cứ chỉ ca cực cực phái ở xóm xóm từ nâng tùm hốm nâng sốc cực hiệp đám để ai chẳng chấm phái màn lò. Ca chùm rú, rứ, ca trùm luộc đập tù rến cứ chia về trái cả tết xong khán mũi để chui chùm rùn ca lụt lọ phái rồi bỏ vế thừa ỏi phái miên rụp riêng nâng miên cút nập hiệp lò. Ca chùm rú đập phái cua thừa về nộp phế về tranh phần luộc đập bàn buôn tục rạm sắp đà. Phái tối tùm rung mình lõ, phải miễn tì tăng mình lõ, đối chế nửa lờ mấy tốt, rừng miễn là dù cá là khó khăn nề chán, trâu dục chanh. Cái chùm rụt lớp tì muối, trâu ở nấu xó, phái chùm nguồn, bí tù bảy phái, chán chén chùm nguồn phái, đai trâu tục. Cái chùm rụt lớp tì bì, cứ trâu thớ, nấu ra dạp bếl mùi sắp đà mình tọc bí, cái chùm rụt lớp tì muối. Bỏ sân bảo phái miễn sốc cực hiệp, mân lõ, bùa thân nốt cổ máu, chùm nụ ói, bốc bạch tòn cháy, rửa phái đai bụng làng để sát lạch, nâng chùm ngữ, trọc bạch chùm rút chanh. Bình tọc phí sắp đà, ti bạm mùi, nảy ca lụt lo rồi bỏ phái tù rến, trọc trút bình nực, tạm đán chế riêng rõ sắp đà, rồi đón sắp đà tì đọc, kịch cháp bị phế chanh bình luật đắp rồi bỏ về, chia tù tấu, ca chùm rút phái tù rến, cú thuở bí buôn tụp rạm đòn. Các cặp lại ní kế thuốc bí lợt bình tọc bí lớt tì mùi nếu phế ca tù rến rịch bán xàm sắp từ xàm sắp rạm ngày nâng lớt tì bí nếu phế tạc tái lớt tì mùi bán một hay tâu một hay rạm ngày xâm rạp lại tù rến để trao cặp chảy nước cứ phái đã lụt lọt nâng rụp riêng mình lò mình chùm ngữ nâng xà lát bông làng. Cả đám đồng nằm chạy. Đám bấy bà bà hỏi ổ lất tập hiệp của đám đồng nắm chân lọ chúa chìm mũi chì. Trâu đám
về môn đầm bầy có đo một lục đỏ con tù rèn ai đam mà nó là hóng nâng đồng năm mình lại xanh xanh tiền nửa tam trần lọt chùa cả đam đồng nằm rùm xóm nửa tam trần lọt chúa cua bật chọp môn đồng nạ cá tù rèn oi phòl. Đồng nạ cá tùng tù rèn để mên play trả hỡi ạc à, bạch bán cứ tù rèn để mến bộ khiếu đất lê bộ thân nốt rứ khiếu lê bộ phạt trong mình là xung quốc ruộng trong ố bình lá mình bộ thân nốt bộ phạt nâng mến cọp cần tuôn tội nơi chung bình côn bình lá tuôn phái mình bộ thân nốt sọc còng chung này côn sân đón rịch bóng nụ về cuộc phái mến xung lên stu stu nụp này tuôn rồi bỏ vế có mến riêng bóng hay rừng bởi dân dụng đại tư trọng bạch mình là vế nâng trốt chỗ khả nề cao bình nị dân ách sẵn kế bí ở dụng cá này bùi tù rến khói bịp cà tù rến rích đôi chiếc bùi môn thóng bác vào mốt hòa bàn nâu phế lại về tống bác ra dạ phết bạch ngày cử mến quân lập hiệp lõ bà xá xâm rạp bó rịp hồ ca cùng nọt phiếm tống trọng bán kỳ phá đâm bác cùng nọt đôi vị thị bí dạng cứ ca cùng nọt ở dụng lại ca cùng nọt ní cứ kịch chắc vì tháng ấy chẳng đáp được hồn đó tháng ấy bởi một hồn đời chế bút môn thóng à dùng ác bởi một hồn bán bởi hán mùi rối một hai trăm tháng ấy bút nông sốc à dùng ác bởi một hồn bán bởi hán mùi rối bởi muối tư mùi rối bởi bảy tháng ấy bút chẳng lý nâng âu khác à dùng ác bởi một hồn bán bởi hán mùi rối đọc phí tư mùi rối đọc bảy tháng ấy ca cầm nọt để lệ khả nạ rút nâng bố xâm bó nịp lại ca lập đố để chọp trẻ tốn cho mùi nâng hiệp túc nịp lại bố xâm bó lái bí bày tòn tâu khiếu đặt lê bùa thân nọt rực khiếu lê bọc phạt trong bình lá xung quân rôn trong ố bình lá mình bố thân nọt khỏi hỡi mình cọp cần tuốt tối nâu chung vĩnh côn bình lá tuồng lái mình bố thân nọt sọc còn trong này côn sân đong rịch bầu nam thân này này khai phái đã để chật khai chỉ khóc này rứ bằng cá ở miên trong ủ sùng lén để ban bằng chành để phái pê bàn tè rứ sốt tụ tụ phái mình khăn cổ kháng ạch đắng để khen vị nhiên bệnh la rồi bọc lái nâu đồng món rồi vuông cần đàn cứ tốn bà dốt mà rèm đáy tư trở bạch trong mình lá nâng trốt chuột này. Kê bà mù phòl, chê tù tấu tù rèn chú, nô bê vệ tùng, nô phật tê mà lê dí, ảnh đô nê dí nâng Philippines, kê túc ở phái vế tung chuột sẵn, tư bà mù phòl tạm gói chê riêng rõ thằng ngày. Nếu bà tế, Campuchia dân kê bà mù phóa lai thủ rèn nếu đồng nạ cá tung sở kèl đời tục ở ban đại dạp bèl bí bay từ buồn tháng ấy từ lai thủ rèn tùm lõ nâng mền quân lập hiệp chân ánh xâm rạp bó rịp hộp đồng nam thủ rèn ác chập đám ở phóa đồng bồn chập bị chân năm tỷ bấy nâng tỷ buồn bần to bị đạm tên là phóa lai rồi bỏ vế ai cần láng rồi hồn đó học sắp tục phạt sắp kg khăn mình đám khăn mình chân năm nếu về với mấy này dụng và mùi chân năm lần tàu vì ai có đó tất lập họ chạp phí mùa rối phải sắp từ phí rối kg khăn nông mùi đám khăn nông mùi chân năm chạp phí ai dụng đọc phí chân năm lần tàu ai dụng để ai có đó phó được bỏ vế cứ được hồn đó một hãy tâm một hãy phạm chân năm bằng tóc bị đầm.